Xin chào các bạn, thưa các bạn, nhiều người chơi audio chọn những các cái phụ kiện chơi audio là dây nguồn, dây loa, dây AV với những các cái yêu cầu rất khắt khe. Mong sao cho nó là những yếu tố khởi đầu để tạo cho cái hệ thống âm thanh có một cái nguồn điện tốt, nguồn điện sạch. Chính vì như vậy mà trong cái cuộc chơi, dây nguồn nó cũng có rất là nhiều loại để hướng tới để phục vụ các yêu cầu khắt khe của các bạn. Tại video này hôm nay Khang Audio chia sẻ là chúng tôi có đi chợ để mua được một số các cái dây nguồn của Hitachi, nhưng đây là một trong những cái dây có chất lượng cao, chuyên dụng để làm cái truyền dẫn chống nhiễu. Thế thì Khang Audio chia sẻ với các bạn là chúng tôi cũng chỉ có khoảng độ 5-6 cái dây nguồn mà mới làm gần đây thôi, và mua thì cũng được cũng được khoảng độ 1-20 cặp, nhưng mà đợt này chỉ làm được 5-6 cặp thôi vì thời gian cũng chưa có nhiều. Dây này là dây Hitachi 24 lõi, dây được tổ chức bọc bên ngoài bởi một lớp cao su, một cái lớp cao su rất là mềm lắm ấy, mềm sụt sụt luôn, và đặc biệt là nó có một cái lớp áo vanh đê chống nhiễu ở bên ngoài như này các bạn này, các bạn nhìn thấy chưa, áo vanh đê chống nhiễu này, và bên trong này của nó là có 22 lõi, có 22 lõi đồng mạ bạc rất là tinh khiết như thế này. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây, hoặc là tôi sẽ tháo ra cho các bạn xem. Và các cái dây này nó đều có một cái kích thước là khá là giống nhau, cho nên các bạn chỉ cần nhìn một cái dây thôi là các bạn thấy là sẽ ok. Đây, các bạn nhìn này, dây mềm mượt, li ti mềm mượt như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa, cái dây này nó mềm mượt, li ti, bóng, chất ánh bạc rất rõ. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một trong những cái dây nguồn mà chịu nhiệt, chống nhiễu. Cái này nó không bị cháy. Đấy, dây này nó không bị cháy các bạn nhé. Đấy, đốt như này nó không cháy. Cái dây này nó là nhựa Teflon chống cháy. Đó, nhựa Teflon chống cháy. Và chúng tôi tổ chức trong 22 cái lõi này, chúng tôi chia nó ra thành 3 cái loại dây, 3 cái nhóm dây, dây cho dây dương, dây âm và dây tiếp địa. Chúng tôi hoàn thiện bên ngoài bằng cái áo sắc rắn của Nhật màu ghi đen, và đầu jack của chúng tôi là chúng tôi mua cái đầu jack của Nhật xịn, đầu jack của Nhật xịn luôn. Đầu jack này là vỏ hợp kim, cái này vỏ hợp kim các bạn nhé, vỏ hợp kim chống xước, anốt màu đen rất là đẹp. Đấy, Made in Japan, hàng Nhật nội địa luôn, rất là đẹp. Chúng tôi bán cái bộ dây này với chiều dài 1m8 để giúp cho các bạn chơi trên những cái hệ thống audio cao cấp để đáp ứng những cái yêu cầu khó thính của các bạn. Với cái dây này thì chúng tôi bán với giá là 1.800.000 và bán theo phương thức là COD, nhận hàng rồi thanh toán tiền và dùng thử trong thời gian 7 ngày, không ưng thì trả lại cho chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng đây là một trong những cái dây nguồn có một cái cơ cấu, một cái tổ chức dây với những các cái kỹ thuật để hướng tới việc truyền dẫn điện là tốt nhất, thứ hai là chống nhiễu, và cái điều này rất có ý nghĩa trong cái cuộc chơi audio của các bạn. Khang Audio hy vọng với cái loại dây nguồn Hitachi 22 lõi mà lõi làm bằng lõi bạc, mạ bạc, rồi là vỏ bọc nhựa Teflon chống cháy, rồi có vanh đê rất là dày dặn, nó sẽ giúp cho các bạn đạt được một cái hiệu quả trong cái việc sử dụng những các cái hệ thống audio đắt tiền, thay cho việc phải mua những cái dây chuyên dụng chính hãng với giá hàng chục triệu đồng. Một lần nữa, Khang Audio hy vọng đây là một trong những cái sợi dây sẽ đáp ứng được cái nhu yêu cầu khó tính khắt khe của các bạn trong chơi audio, và chúng tôi cam kết là đây là những cái dây có chất lượng cao, hàng chính hãng, mà do Khang Audio mua dây về xong rồi cơ cấu handmade và làm ra rất là cầu kỳ để có được một cái sợi dây tốt cho các bạn. Một lần nữa, Khang Audio chia sẻ các bạn hãy gọi điện cho chúng tôi theo cái số điện thoại chúng tôi để trên video này, hai là các bạn comment xuống dưới bài viết để chúng tôi biết và liên hệ với các bạn để xin địa chỉ ship hàng cho các bạn. Và chúng tôi bán hàng theo phương thức COD, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán, dùng thử 7 ngày, không ưng trả lại cho chúng tôi. Riêng về phần bảo hành bảo trì sản phẩm này, chúng tôi cam kết bảo hành bảo trì với các bạn là trọn đời. Một lần nữa, Khang Audio hy vọng chiếc dây nguồn
đầu rắc kim loại carbon của Nhật do Khang Audio hoàn thiện ở đây sẽ làm hài lòng các bạn chơi audio khó tính. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.